vẫn là đội trưởng của Ino. Dodici, Dodici căng ngang, không được. Và rất khéo, tiếp tục đang là cánh trái của Ino, trong biên tuyệt vời, xuống đáy, Dodici căng ngang, đây rồi, 1-0 dành cho Indonesia. Căng ngang là thuận lợi dành cho số 20, đó là Aliana, rất thoải mái và chống chảy. Cú đường chuyền về cột hai tuyệt vời của Dodici Pamungkas. Trước đó là một quả phối hợp biên trái rất là nhuần nhuyễn của Indonesia. Đường chuyền quyết định dành cho pha xuống đáy biên của Dodici, đó là số 11 là Abrisan. Dọc biên trái quá tốt của U19 Indonesia. Sức mạnh của đội chủ nhà được lên tiếng ở trong bàn thắng vừa rồi. Phương thực hiện là đội trưởng Dodici Pamungkas. Dodici đánh đầu, ít bàn, cơ hội tận dụng bóng hay, lỗi. Một quả đá phạt ở vị trí nguy hiểm dành cho đội tuyển U19 Indo. Triển thì Việt Nam mình cũng sẽ phát triển thôi. Dứt điểm, đó là Dodici, không sản của Indo. Đánh đầu. Thông thường mà Indo tổ chức các giải đấu ấy thì họ sẽ bố trí đội tuyển của họ đá những sân đấu. Dứt điểm, tuyệt vời. 2-0 dành cho đội tuyển U19 Indo. Xuất phát từ một quả ném biên, ném biên tận dụng bóng hay, đường truyền là của Figo. Sau đó là một quả di chuyển xuống đáy khéo léo của Mubli. Mubli là người ném biên, sau đó thì tận dụng bóng hay. Bóng hay đến sau một tình huống mà Figo nhả về xuống đáy. Tuyệt vời. Hai bàn thắng xuất phát từ những quả đánh biên, một biên trái mở tỷ số và một biên phải. Iban từng là đội trưởng đội tuyển U16 Indo. Và bây giờ là một quả mở biên phải, Mubli. Hai biên là Mubli. Dứt điểm, Kaka. Bóng chạm cột dọc sau cú đá của Kaka. Đây cũng là một tuyển thủ Indo tham dự vòng chung kết U17 thế giới. Akhan Kaka, một cú đá rất. Quả đá phạt góc của Figo. Đánh đầu. Tỷ số là 3-0 dành cho Indonesia. Xuất sắc. Họ đặt quyết tâm là phải vô địch giải đấu này, phải có lần thứ hai đăng quang ở vòng chung kết U19 Đông Nam Á. Và quyết tâm đó được thể hiện rất lớn trong ngày hôm nay, trong màn vui dập Philippines. Đầu trận bóng chấp 3 hòa, và bây giờ khi trận đấu chưa trôi qua được nửa tiếng đã có 3-0 rồi. Rất nhanh và nguy hiểm với những gì mà Indo đang có vào lúc này. Về cơ hội, Tony, Dodici Pamungkas. Lúc này Dodici đánh đầu, Kaka, không được. Cơ hội thứ hai của Akhan Kaka. Cách đây một năm, Akhan Kaka. Quả tạt có điểm rơi cực tốt của Dodici Pamungkas. Bóng đập đất đi về phía cột xa, nhưng vẫn ra ngoài sau quả đánh đầu của Akhan Kaka, đột nhập vào khu vực hành lang trong. Dứt điểm ngay. Cơ hội 4-0 dành cho Indo. Ôi kìa, đây rồi, Việt vị rồi em ơi. Xuống đáy biên, lỗi. Tín Philippines. Bên ngoài nhỉ, pha va chạm bên ngoài, đó là Sabatin. Tốc độ rất nhanh, dù chạy sau nhưng mà số 20 của Indo, Figo và Dodici. Vẫn đang là Indonesia. Quả tạt của Tony. Đánh đâu, rất nguy hiểm. 5-4-0 cho Indonesia. Tony là người đá phạt góc dành cho đội tuyển U19 Indo. Tony đánh đâu, dứt điểm. Suýt nữa thôi là 5-0. Và việc Indonesia để một cầu thủ đã lên đội tuyển quốc gia xuống đá vòng chung kết U19 Đông Nam Á cho nên quyết tâm rất lớn của họ. Căng ngang tuyệt vời, 5-0 cho Indo. Và đó là lần thứ hai Dodici Pamungkas kiến tạo tình huống xuống đáy biên và căng ngang của đội trưởng Dodici Pamungkas. Cả hai bàn thắng của số 20 là Aliansa nó đều diễn ra rất là giống nhau. Chắc khả năng trận này phải 6-0. Cơ hội bóng hay, tận dụng bóng hay, không được. Sốt. Cú đá của Buffon. Xẻ của Nách rất hay. Đáy biên đưa vào. Rất là nhịp nhàng ở bên cánh trái của Indo. Cantara đấy, huyền thoại người Philippines. Một trong những kỷ lục gia ghi bàn của Barcelona.
đáy biển. Cơ hội dứt điểm. Kaka, Kaka, đó là Akhan Kaka. Những năm gần đây bóng đá Indo thực sự phát triển khi mà họ đã bắt đầu tổ chức giải đấu cấp độ quốc tế, cấp độ FIFA thôi. Lẽ ra là U20 đến sau đó bị tước quyền đăng cai, và rồi thì FIFA đẩy lại cho vòng chung kết U17. Và đó là những cái giải đấu mang đến cho Indonesia rất nhiều. Arisan, Aprisan, căng ngang. Đó là một tràn đáy biên. Lại làm quả đáy biên trái căng ngang. Renzaven chưa có cơ hội dứt điểm dành cho Renzaven. Đột phá. Cơ hội. Wow, đó là pha cản phá đầu tiên ở trận này của thủ thành bên phía đội tuyển U19 Indonesia. Cuối cùng Ikram cũng đã có việc để làm. Pha dứt điểm tương đối là nhanh chân với khéo léo đến từ số 10 của Philippines, đến từ đội trưởng của Indonesia. Nguy hiểm. Banatao, Banatao đối mặt, nhưng mà rồi thì Banatao dứt điểm đi ra ngoài. À, và việt vị đấy anh em ạ. Việt vị rồi. Thuật của đội tuyển Indo. Ông này chủ yếu là dẫn dắt đội trẻ thôi. Toàn dẫn dắt đội tuyển trẻ. Cơ hội. Đây rồi. Renzaven. Khoảnh khắc lịch sử của Renzaven. Đường truyền kiến tạo là của số 11 là Akari. Một đường truyền hoàn hảo. Tình huống lấy bóng đến từ số 1 là Afrisan. Sau đó là một quả dọn cỗ của Afrisan dành cho tiền đạo nhập tịch, người mới trở thành công dân của Indo hồi tháng 6 vừa rồi. Renzaven 6-0. Và chúng ta có thể thấy được sự niềm vui của Renzaven. Renzaven ấn định tỷ số 6-0 cho Indonesia. Trận đầu tiên của chàng trai mới nhập tịch từ Hà Lan